Hoàng Thị Mỹ Duyên với nghệ danh là Mỹ Duyên và số báo danh của Mỹ Duyên là 8885. Ngày hôm nay thí sinh Mỹ Duyên sẽ dự thi nhạc phẩm Cô Đơn Giữa Cuộc Tình, nhạc phẩm của Nguyễn Hồng Thuận. Chào đón thí sinh Mỹ Duyên. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện của đôi ta, em thấy sợ hãi, hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau, trong em là bế tắc, những nghĩ suy cứ chồng chéo lên nhau. Giờ đây đôi ta lạ lắm, giờ đây ta cứ như hai người rừng. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Những đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm. Oh, khi người ta cô đơn, trái tim mong manh trở nên yếu mê. Che giấu khi con tim tổn thương, khi người ta cô đơn, chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi. Đôi tim xưa thấy nhau nay đã khác nhịp rồi. Em đã sống với nỗi cô đơn trong em dường như quá lâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chúc mừng Mỹ Duyên vừa hoàn thành xong nhạc phẩm của mình, Cô Đơn Giữa Cuộc Tình. Em có bao giờ em cô đơn, em đẹp quá, em như vậy thì làm sao mà em cô đơn giữa cuộc tình? Dạ có cô đơn anh. Có cô đơn dạ, hả? Thỉnh thoảng cũng có cô đơn. Có cô đơn chắc em chỉ có bỏ người ta chứ ai dám bỏ em. Xin mời giám khảo Lương Tùng Quang. À, phần thi của em đã cho người ta thấy được rằng em có một cái giọng rất tình cảm cho cái loại nhạc tình này. Và phần trình diễn này đã chạm tới trái tim anh. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế còn giám khảo Đồng Sơn, dạ anh có cảm được cuộc tình này không ạ? À? Cảm. Okay. Có cần thuốc cảm không anh? Cõi. Rồi. Em rất là dạng dĩ, tự nhiên và cái nhịp của em rất là chắc. Phần điệp khúc là cái phần mà em bắt đầu khởi sắc. Cái phần lời thì em hơi bình thường, nhưng mà bắt đầu điệp khúc thì tốt rồi đó. Tuy rằng anh vẫn còn thấy thiếu ở một cái số những cái biểu cảm của em và những cái mà làm cho người nghe mà cảm thấy mà giống như là tội nghiệp á. Giống như em phải hát cái bài này phải nghe tội nghiệp, phải nghe thật là cô đơn. Thì em chưa làm được cái chuyện đó. Em cần phải tạo thêm cho mình những cái expression như thế nào đó để cho người ta feel được với cái bài hát này. Anh có thể anh đưa ra một cái ví dụ để em tưởng tượng. Em lấy cái cảm hứng từ người đó thôi, đó là Minh Tuyết. Nếu như Minh Tuyết hát bài này em sẽ thấy được cái sự đau đớn toát ra từ Minh Tuyết. Tại vì Minh Tuyết rất là coi như là expert trong cái loại nhạc này. Thì thông thường khi mà cô hát thì người ta feel được đó là cái cảm xúc thật toát ra.
có thể em đi thi em bị áp lực nhiều thứ quá. Nhưng mà nói chung thì với anh, em là một người có cái giọng hát tốt và có cái cảm âm tốt, em hát không bị phô. Em chỉ cần tạo thêm cho mình những cái sắc thái và những cái điểm nhấn nữa để mà em có một cái riêng khi mà em hát ra người ta nhận ra được em. Thì đó là số 1. Dạ, đó là lý do tại sao em tham gia cuộc thi để em được học hỏi từ các anh chị. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin tưởng chương trình này. Với lại tiếp lời giám khảo Đồng Sơn đó, thì thật sự ra đó, nhiều khi mình bị người ta bỏ thì mình sẽ có cái cảm xúc khác, còn mình bỏ người ta và cái cảm xúc nó khác nữa. Mà sao đúng em đó, mặc định là bé Mỹ Duyên bỏ người ta? Thì đó, đẹp quá, hát hay như vậy là chỉ có bỏ người ta thôi. Anh cũng bị người ta bỏ vậy. Ý là anh cũng đẹp trai phải không? Ý là anh cũng đẹp trai, anh bị bỏ. Không có đẹp trai nhưng mà anh coi được. Giám khảo Lương Tùng Quang nên Quang coi cũng được mà cũng vẫn bị bỏ. Dạ, vậy giám khảo Lương Tùng Quang nên song ca chung với Mỹ Duyên, hai đứa cộng lại chia đôi là vừa. Vấn đề không phải là nói chuyện ai bỏ ai, mà vấn đề ý là Lương Tùng Quang đó là Lương Tùng Quang đẹp trai. Dạ không, coi được thôi nhưng cũng vẫn bị bỏ. Nếu mà coi được coi là bị bỏ là đúng rồi nha. Ok. Tại vì ở đây ta khen là đây đẹp gái, thí sinh của tôi đẹp gái, còn anh mới có coi được hả? Anh kỳ quá. Em xin mời giám khảo Hồng Đào. Thì khi mà em bước ra thì dáng dấp rồi trang phục của em là đã lấy cảm tình với chị rồi. Và cảm tình nhất là em biết cái gì không, là mặt em make up rất là đơn sơ. Cái chị ngồi chị tự mắc cỡ đó chính chị á, làm mà nói là hôm nay là thí sinh là tỏa sáng, để cho thí sinh tỏa sáng, mà trong khi giám khảo make up còn nặng nề đậm lè hơn thí sinh 1000 lần. Nhưng thí sinh nhẹ nhàng thế mà thí sinh vẫn là tỏa sáng. Em làm rất tốt phần của em. Còn cái chuyện mà anh Sơn góp ý thêm là em phải quằn quại dây dứt hơn thì chị nghĩ là cái điều đó em sẽ làm được. Em chắc chắn là em làm được. Dạ, cho dù ai bỏ ai đi thì mà cái chuyện đó chắc chị nghĩ là em làm được. Cho nên là chị rất là thích tiết mục của em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Em thấy ai bỏ ai cũng đau như nhau phải không anh? Thì đó, còn anh có từng bỏ ai chưa? Dạ, cuộc đời anh còn còn độc thân đó em, single. Dạ, thì anh nên... Anh còn chưa biết yêu là gì. Sao? Dạ, anh nên yêu và thử cảm giác bị bỏ như thế nào nha. Ủa, tại gì anh chém, vậy? Hồi nãy giờ em thấy anh chém thí sinh cũng khá là nhiều à. Ủa, em nghĩ sao tự nhiên kêu anh yêu rồi là anh bị người ta bỏ? Em nói vậy thôi chứ trộm chưa chắc à. Nha, cỡ này nhan sắc cỡ này thôi nha, chứ còn ai bỏ ai chưa chắc nha. Dạ, xin mời giám khảo Hà Vy. Mỹ Duyên ơi, chị thì ngược lại với anh Đồng Sơn. Chị là chị thấy được cái trách móc tan vỡ trong cái cách hát của em. Chị thích điều đó ở em, nó cũng vừa phải. Tại đó vì là, mình đó là có lẽ tại chị hạnh phúc quá rồi đó. Tôi đang tính nói câu đó rồi đó. Tôi cũng đâu có hạnh phúc đâu, mà cũng chạm tới trái tim tôi mà. Trời ơi, người ta ẩn dụ ghê lắm. Một người thì nói là cái chuyện bỏ bỏ để coi như lại khen mình, còn đây cũng nói là tại chị hạnh phúc quá cũng là để tự khen mình thôi. Trời ơi, tôi ngồi đây tôi thấy tôi lẻ loi quá à. Nói một câu gì cho chị đi. Không ấy mời giám khảo Hồng Đào qua chỗ chị Hà Vy ngồi rồi. Chị Hà Vy qua bên kia ngồi đi. Single là chị phải ngồi bên ghế này để cho người ta yêu đương thì bên kia. Ê, nhưng mà làm ơn cameraman nhưng mà cho mình nói tiếp được không? Sao khoan đã, không chưa cho chị nói đâu cameraman. Em ơi, em làm ơn lấy bắt cái mặt chị Vy mà về quay lại cái lúc mà chị anh giám khảo Đồng Sơn anh nói đó. Trời ơi, hạnh phúc quá trời, chị Vy chỉ cười te tét luôn á mẹ. Không, chỉ cười khoái chí lắm. Có. Chị là chị thấy được cái trách móc tan vỡ trong cái cách hát của em. Chị thích điều đó ở em, nó cũng vừa phải. Tại đó vì là, mình đó là có lẽ tại chị hạnh phúc quá rồi đó. Nói câu đó đó. Cảm xúc thật. Cái cười đó kéo dài tới bây giờ đó đó coi. Xin mời giám khảo Hà Vy. Chị đặc biệt thích từ cái điệp khúc trở lên á, em rất là cao trào máu lửa, chị thích đó. Và hồi nãy em bắt đầu bằng 4 chữ là em cô đơn quá. Nhưng thực sự em không cô đơn đâu, em có chị Hà Vy bên cạnh em. Không, một mình chị Hà Vy bên cạnh của Mỹ Duyên không không được. Mà tôi muốn 4 người cùng phải bên Mỹ Duyên nữa. 1, 2, 3. Yes. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng em. Cảm ơn anh nhạc.